Lát phải phụ vợ làm đồ ăn xong thì vợ mới cho là ăn sáng. Ướp thịt rồi đâu nữa nha, chút nữa mới làm đồ ăn cho ăn sáng chứ không phụ vợ. Vợ không có cho ăn sáng đâu, thay vì không đi làm bữa nay cuối tuần ở nhà vẫn phải làm việc cùng với vợ như thường thôi. Trộn cho ngon lên này nha, đó, đó, thịt kìa thấy không, trong đây có gì gì nữa đây chồng hả? Ê, tao nói cho cả nhà nghe trong đây có gì gì. Cưới Họ mệt quá, curry curry cà ri đúng không, cái gì nữa, cái này là gì, nói citronen citronen là gì, xả cái gì nữa nè, bớt bớp là bò cái gì nữa, vâng có củ hành của tỏi nữa đúng không? Nãy em thấy đó đầy đủ hết cái nè, phải phụ vợ góp thịt như nè chứ giờ mới làm đồ ăn sáng cho giỏi dễ sợ dễ. Mặt nghiêm trọng, mặt trọng trộn đồ ăn nhìn thấy nghiêm trọng xong chưa nè. chồng? Ok đẹp xin chồng đó là nó sẽ ướp xong rồi tô thịt bò nè cả nhà. Không biết ớt gì trong đây, không biết là có gì trong đây nữa không chồng, hết rồi hả? Hột niêm không có gì hết à, đồ niêm có gì cái gì à, đồ niêm có gì cái gì nói cả nhà nghe, nói cả nhà nghe. Đồ niêm có gì cái gì nói à, muối cái gì nữa, đường cái gì nữa, Xuất quả xong. sốt vo son là nước mắm nè, ngon cái gì nữa, mặt nghiêm trọng nhìn đi cười người cười là giỏi lắm chứ bộ, vậy chú vậy mới sang sáng không cho nhịn đói luôn. Chuối bự ghê mà nha, chuối bữa trưa trưa con trưa cho nên là cuối tuần là mới ăn cái này cả nhà, cái này là nên mình kêu bằng ngũ cốc á, là thấy không? Đó. Sáng ăn cái này giờ này cũng 12 giờ mấy rồi. Ăn cái này chiều mới ăn cơm, cái này có da ua không có đường nữa nha, sữa Liên thì Liên thích ăn với chuối, có nhiều người thích ăn với trái cây khác mà Liên thích ăn với chuối, nó mềm mà nó ngon. Cái này có người ta ăn mỗi ngày rồi, ai có thời gian buổi sáng thì ăn được cái này thôi nha, còn buổi sáng thì thường ngày lắm không có thời gian ăn cái này nữa. Buổi sáng 7 giờ mấy rồi đó, bây giờ cho nên chỉ có ăn ăn uống đỡ chút xíu bánh ngọt hay gì đó. Ở bên Việt Nam thì Liên thấy nhiều người cũng ăn bột, ăn ngũ cốc thì nhiều lắm. Ngũ cốc thì nó có nhiều loại đó nha, Liên thì Liên thích ăn cái loại này. Nó có bột ngũ cốc rồi nó có trái cây trong này, nó là dừa, rồi mấy trái nho, rồi mấy cái trái cây khác trong này nữa. Vịt là vịt nửa ký rồi. Đổ ra về xong Liên sẽ chế sữa vô, sữa tươi á. Chế sữa tươi vô cho nó có cái độ mềm một chút cả nhà, nó có độ mềm một chút. Có nhiều người không thích ăn sữa tươi thì ăn vô không cũng được, nên mình nên phải chế trước một tí xíu sữa tươi vậy, xíu sữa tươi cho nó có cái độ mềm mềm để mà nó bỏ da ua vô. Vô này vô là không đường nha, nhà chúng ta có đường. Ngày nào mà sáng á, mà ngày thường á đâu có thời gian đâu mà làm gì cả nhà. Ăn đại cái bánh hay gì đó, uống ly cà phê, có khi uống ly cà phê thôi. Đó là ăn bánh. Ngày cuối tuần không có đi làm thì có thời gian cho Alex ăn này, chứ đâu phải ngày nào Alex cũng ăn cái này đâu. Chuối
cho nước nó chuối. Bữa trưa ăn đại vậy thôi, chiều lúc chiều chiều thì mình mới ăn. Đó, chuối mình sẽ lấy nhỏ vậy nè. Mấy cái loại trái cây khác thì nó có loại mình phải làm đồ lâu hơn, rửa rồi hoặc là mình ấy vỏ đồ ra, hoặc là mình có nhiều loại trái cây lắm, nhưng mà Liên mình thích ăn với chuối. Nè, đó. Vậy là xong chén ngũ cốc nè. Để nó có sữa dưới này nè, em cho nó mềm một chút. Cho nó mềm cái ngọt ngũ cốc. Vậy là xong, tô của mình với tô của Alex. Thấy không? Rất là ngon. Dâu, chuối. Con xin trọng lên cho nó đều cho nó mềm chút. Cái ngang đi sẽ đỡ cho nó mềm chút cả, cho nó mềm chút xíu nó ăn nó ngon hơn. Là mình sợ cứng á, thì mình để cho nó mềm. Nãy giờ ăn sáng nha. Cái này ở bên đây ăn vậy chứ bên Việt Nam mình thì hủ tiếu bún riêu gì đó, phở gì nhiều quá nha. Đâu có ăn cái này đâu, cũng ít. Ăn này nó cũng tốt cho cái sức khỏe của mình, tại vì có dưa ô nè cả nhà. Có dưa ô nè, có trái cây, bột ngũ cốc này kia, cho nên là nó có sữa rồi nữa. Mình ăn vậy thì cũng tốt. Ngon. Đúng không? Ngon. Chuối ăn trong cái này ngon, chuối nó mềm á. Bây giờ Liên thích ăn chuối nhất. Cái này bên này á, bên này nó bán nhiều loại lắm cả nhà, nó phải riêng nhiều loại này. Tại Liên là thích ăn loại này, cái này Liên thích ăn. Có nhiều loại trái cây trong đó, Liên thích ăn loại này, nhưng mà có rất là nhiều loại. Loại nhiều loại, hôm trước Liên có quay trong siêu thị cho cả nhà coi á, nhiều loại lắm. Một bịch lên đây không, đây 500g cả nhà ha, 500g tùy theo loại. Có loại có nhiều cái sô cô la rồi nữa, mà đây thì ít mua rồi, không có thích nhiều loại sô cô la gì. Nó lùi nè, hết sạch. Em bán hàng lâu nên nhanh lắm. Hết sạch luôn rồi à. Dạ ăn giỏi rồi. Hết sạch luôn ha. Em ăn giỏi lắm vậy. Ở bên Việt Nam mình á, thì buổi trưa là buổi chính. Nhưng mà bên đây á, những người đi làm việc á, buổi trưa ăn cũng là buổi trưa cũng có ăn cái nha. Nhưng mà ăn đại khái trong chỗ làm, ăn cho nhanh qua vậy, đặng tới giờ làm việc thôi. Nhưng mà nếu mà nói để ăn ở nhà là thường là buổi tối. Buổi tối người ta sẽ ăn đầy đủ với gia đình trong nhà đó. Cho nên là buổi tối thì thường là nó sẽ có gia đình rồi quây quần mà ăn. Chứ còn buổi trưa thì mạnh ai nấy ăn một chỗ vậy đó. Làm đâu ăn đó, bởi vì nhiều khi đem cái gì theo ăn đại vậy đó. Tính đi chợ mà giờ nó lạnh mà nó có tiết nó rơi bụi bye bye hay lạnh quá nó đi. Cả nhà cuối tuần chắc là ai cũng có đi chơi đi này đi kia rồi ha. Bên Việt Nam mà thường đám tiệc rồi cuối tuần nhiều hơn, vui. Bên này lâu lâu thì mới có một cái tiệc cái này kia của người thân, người ta mời mình, chứ là còn người bên ngoài thì cũng ít lắm nữa nha. Ít thôi vậy thôi, được rồi, tắt video rồi. Tắt chưa? Tắt video nè. Bye bye cô chú anh chị, em hết đi. Dạ làm ngon không? Có gì trong đó đâu, chị cũng trái cây ngũ cốc sữa được thôi.